Em Cường xin chào tất cả anh em, chào tất cả các bác. Cho em đeo cái kính này nốt buổi cuối. Bởi vì bác chủ với bác nhắn tin là xin lại kính này cho địa chỉ để gửi lại rồi. Vì hôm trước em mua xe của bác quên trên xe. Đấy. Hôm nay em Cường lại giới thiệu với các bác một em gái. Trước đây thì em có đăng những cái con i10 dịch vụ ra ấy, thì hay là morning dịch vụ ra, thì em có bảo với các bác là xe hoàn lương, nhưng mà nhiều bác cho ý kiến là không nên nói nó là xe hoàn lương. Đấy, vậy thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một con xe từ dịch vụ ra. Đấy, dịch vụ ra nhưng còn ngon, máy zin gầm bệ tốt và em đã mông má lại rồi, rất là ngon rồi. Đấy, về ta chỉ việc sử dụng thôi, làm vợ hai vẫn rất là ok. Đấy, ok. Đây là con i10 biển Vĩnh Phúc 88A vừa ra tên. Đấy. Xem nào. Màu gốc là màu bạc zin nhá, chứ không phải là đổi màu qua nhá. Đấy. Tất cả là đã được sơn lại, tất cả mọi thứ ok, i10 thuộc đời 2014 bản bay. Đấy. Màu bạc, nhìn cái màu bạc của nó rất sang rồi các bác, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn màu bạc này. Đấy. Và cũng đã sơn xi lại hết rồi. Toàn bộ luôn, đây cho các bác đi quanh một vòng xem. Quay một vòng. Nhiều bác nếu nhìn về ở bên ngoài, vẻ bên ngoài thì thấy rằng nó khá là đẹp. Đấy, là bởi vì là nó vừa được làm đẹp xong, có thế thôi đúng không? Đây, nhìn cái mông của em nó này. Đó, còn khá là ok đúng không? Đấy, cái đèn này thì có một vết dạn ở đây nhá. Nhưng mà vết dạn này nước không vào đâu. Các bác hoàn toàn yên tâm, nếu không với các bác thay cái mặt này đi, 450. Đấy, cái đoạn này của nó rất là ok và còn rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, biển 80 này, xin lỗi, biển 88 này. Đấy, đèn bên này thì không vấn đề gì. Ok, la răng vẫn là la răng sắt, đã được ốp một cái ốp, kia ốp theo xe của nó. Đấy. Trên nóc có thứ là đều mọi thứ là ok. Con này là không có tai nạn đâm đụng gì nhá, rất là ngon luôn. Đấy. Bây giờ các bác vào phần nội thất của em ấy. Cũng như tất cả những con i10 mà dịch vụ ra chẳng hạn, nó cũng chỉ ở cái tầm như thế này thôi. Đấy. Nói đến đẹp hơn thì gần như không đẹp hơn được, trừ khi em sinh năm 2018, 19, 20 đúng không ạ? Nhưng nếu từ 2014 như này lên thì còn gọi là khá là ổn rồi. Đấy, vô lăng. Đây các bác này, vô lăng của nó đẹp rất là đều. Hay nói cách khác là xấu rất là đều. Đấy, đây. Logo vẫn còn sáng choang nhá. Đây. Đấy, và đặc thù là con này hiện tại chủ cũ có sử dụng nhưng không sử dụng bọc vô lăng. Đầu vẫn là đầu CD thường, do chưa độ. Đấy, cần số thì cũng còn khá là ok. Điều hòa thì rất là còn rất là mát. Và của nó là điều hòa cơ. Đấy, ở bên này thì các bác để ý nhìn thấy đây vẫn còn cái vi, nhìn thấy cái vết của cái đồng hồ đặt. Đấy. Đấy như thế. Ghế thì được bọc da các bác nhá. Ghế thì được bọc da rồi. Và bọc cái màu da này em thấy khá là hợp với cái nội thất của nó. Với cái nội thất của con i10 này. Đấy. Và tiếng mở cửa cũng thế, không đến nỗi ọp ẹp các bác nhá. Nó chắc chắn luôn. Đó. Rồi. Đây. Đây là phía đằng sau, cánh sau. Và ghế đẹp rất là đều. Nói chung là cái con này như em đánh giá là ở cái mức một con thôi không làm dịch vụ nữa ra dân dùng thì đẹp rất là đều. Do cũng đã dọn khá là ok rồi, bác nào có điều kiện sau này có thể lên thêm một bộ mâm đúc nữa là ok nhá. Khiển thì khiển theo xe, không phải khiển theo xe, khiển thì đã được độ lên rồi. Cho các bác xem qua cái máy nhá. Đây, đèn đây các bác này. Đấy, đèn theo thời gian thì nó cũng chỉ được như này thôi, nó không thể trong hơn được nữa. Rồi, lại xin phép các bác. Rồi, ok. Đây là khoang máy của nó này. Khi em mua lại thì cũng đã rửa rồi. Đấy, và máy móc của nó là zin hết các bác nhá. Máy móc của nó là zin hết nhá. Chỉ có cái con ốc này là con ốc của cái máy Pháp dùng để tăng dây cu loa thì đã được tháo nhá. Còn những con ốc khác là bình, tất cả là đều ok nhá các bác nhá. Đấy, để em nhìn sâu hơn một chút nữa. Đấy. Đó, đấy các bác có thể nhìn qua cái máy này. Con bản 1.0 nó chỉ có 3 máy thôi. Các bác nhìn cái cổ hút của nó có 3 cái ổ hút thôi. Đây. Nhìn máy là máy rửa cho nên là trông cũng còn khá là sáng, còn khá là đẹp máy. Thôi, rồi nói chung là cái đời con i10 này ấy, dịch vụ ấy thì nó cũng chỉ là cái coi như là máy còn zin thôi. Chứ bảo là máy chưa làm thì không phải. Đây các bác nhìn này. Đấy. Và các bác để ý nhá. Các bác nhìn thấy có cái thanh nằm ngang dưới kia không? Đấy, thanh nằm ngang dưới kia. Trước đây em có nói một cái điều là riêng con i10 là đa số là bị gãy cái thanh đấy ngang sang ngang như thế. Bởi vì là nguyên bản nó bằng nhựa, rất là yếu. Nhưng con này đã được lắp vào đấy một cái thanh sắt hình chữ U ở dưới đó rồi. Đây em quay cho các bác xem này.
Đó, cái thanh sắt này. Đấy. Và đa số những cái xe làm dịch vụ thì cái thanh đấy đa số là bị gãy, và thường thay vào đó là một thanh chữ U chạy từ bên nọ sang bên kia để nó đỡ cái két nước cũng như là đỡ cái cánh quạt này cho nó chắc chắn hơn. Rồi. Đấy là về phần xe, máy zin, gầm bệ tốt, soi gầm như các bác cái nữa, tí nữa nhỉ. Rồi. Đây. Gầm bệ còn khá là tốt các bác nhá. Nhưng mà cái đời này bảo nó mục mọt thì gần như là chưa đâu. Nó còn khá là ok luôn. Đấy. Lốp các thứ thì còn rất là dày. Tạo đảm bảo đi các bác, tầm khoảng đôi ba năm nữa không phải thay nếu nhu cầu đi thông thường. Rồi. Còn cái gì nữa không ta? À, quay cho các bác xem một chút về cái mông của em ấy nhỉ. Con này thì đặc thù lại không có đâm đụng các bác nhá. Có đâm đụng thì em sẽ nói. Đấy. Phần mông của em ở đây. Đó, không bị đâm đụng. Đây. Các bác nhìn này. Thấy chưa? Em lật hẳn cái đồ lót của em ấy ra rồi, nhìn thấy ác không? Đấy, mông rất là ngon. Đấy. Kể cả soi ở dưới gầm này sự này lên. Các bác nhìn đấy. Đó. Đây là dưới gầm của nó này, còn nguyên này, ống xả còn khá là tốt này. Đấy, lốp này vẫn còn dày bên. Rồi, ok. Quay đi quay lại, nói đi nói lại mỗi một cái con xe chả có cái gì nhiều. Nói tóm lại, nó là con dịch vụ ra, máy zin, gầm bệ tốt, màu bạc zin. Hiện tại còn tốt vì đã được chốt và làm đẹp rồi, nội thất ok, vỏ đã được sơn xi đẹp. Và giá hiện tại đang là 188 triệu. Có thể đắt. Một số bác nói có thể đắt. Nhưng mà cá nhân em nói, nếu nó đã đẹp như thế này rồi thì đã đến tay người tiêu dùng rồi thì em nghĩ nó không đắt. Các bác có thể mua rẻ hơn chục triệu, nhưng nếu mua rẻ hơn chục triệu mà nội thất của nó nhôm nhoam, vỏ của nó chưa được làm đẹp, về các bác làm sẽ mất chục triệu. Nếu như rẻ hơn chục triệu, 15 triệu mà máy nó đè ra nó làm rồi thì cũng không xứng so với cái 10 triệu đấy các bạn. Đấy. Và nếu nó rẻ hơn chục triệu mà nó bị tai nạn đâm đụng nặng một tí thì cũng không xứng đáng với cái tầm tiền đó các bác. Đấy. Đấy, chính vì vậy mà con này hiện tại Việt Bắc Ca đang bán 188 triệu. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Giá chỉ có thể ra lộc lộc lá các bác nhé. Ok, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những cái MKV lần sau.